Tiên xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Chị Hảo là người hỗ trợ với chị Hồng Loan ở dưới nhà đó cô chú anh chị. Kênh này không biết có bản quyền không ta? Có anh. Là có đúng không? Kênh mới Hiền Tiên bao la luôn. Tôm bự dưới vậy chị. Chị Hảo mới tới luôn rồi chị Hảo. Mới tới luôn hả? Hảo đi với ai? Đi mình hả? Chờ nha. Ồ bữa nay anh chở chị lên luôn hả? Hả? Bữa nay anh chở chị lên hả? Ủa? Anh chở tại chị vậy? Tại hả? Tại ở nhà. Vậy trời nói không được vậy. Sao nghe anh lắp bắp vậy? Sao anh lắp bắp dữ vậy? Thần tượng của tôi. Ủa chị, cái này đặt hay là tự tay chị làm vậy? Tự chị làm hả? Tự tay làm ngon dữ hả? Tự chị làm hả? Ủa vậy thôi mình làm bán luôn cho chị nhưng ngon vậy. Chị quán không hả? Bữa chị đem cái gì đó, thịt kho với củ cải á. Rồi gì mà vừa đẹp mà vừa lại vừa kéo tay luôn quý chú vậy. Thiệt tình luôn á. Cái này là nhà chị làm đúng không? Làm vô chai. Vừa đẹp mà vừa lại khéo tay nè. Vô chai hết luôn rồi nè. Thiệt vờ luôn. Chị có thể nào mà tháo cái cho cô cha lên dưới xíu luôn chị? Chị bịch lên nữa. Chị bịch luôn chị á. Dưới về em không nói rồi, cho nó tụt xuống luôn. Nói cho bà kéo lên. Bỏ đừng nói. Bởi vì tiệt chừng. Cái miệng nó kẹn cái thăng mà đúng rồi. Chị lên với ai chị? 25 cuốn. Không còn vậy là 5 cuốn. Anh công lý á. Anh này hả? Lý đó. Anh lý hả? Mà nãy em hỏi anh lắp bắp mắc cười lắm. Anh lắp bắp. Ở bình thường chủ nhật anh hay chở vợ lên mà. Bữa nay làm. Thế rồi căng rồi nha. Căng á. Hết hồn. Có nào chị coi được video này không anh? Có nào chị coi được video này không? Coi được á. Coi được luôn hả? Coi là hơi căng á. Vậy sao giờ thấy anh chị bên quay kiếp luôn anh kìa. Giờ quay anh luôn kìa. Ủa mà nay anh quay ở dưới hay sao ạ? Anh quay dưới hả? Anh đi chùa. Mở cái này ra. Đã người ta làm cái này nước chấm ở ngoài ta chế cho cái chai. Gì hả? Chứ không phải cái chai tương xào. Tưởng là chai kia. Mình tưởng có cái đồ cản nó cản ở trong nữa, khác nữa. Bây giờ mình mở làm chế vô đi. Tại có ba cái tội nó dướng á. Dướng nha. Đúng rồi. Tại vì được rồi. Bảo nói sẵn đem lên cúng xong rồi cho anh em ăn luôn. Phải không chị? Quay được anh Ngọc thì đưa chứ gì chắc đi chứ. Có gì cầm hơn cầm phụ cho. Chị Hảo là người đẹp mà hay đó là chị hay ở dưới nhà của chị Hồng Loan á cô chú anh chị, là bữa nay là đem lên đây ha, không biết là chị Hồng Loan kêu hay là chị muốn như vậy hay chị đem cõi cuốn lên nè đó, bây giờ là chuẩn bị hấp hương cúng chú nè cô chú anh chị. Quay tới cái nón của cam của người ta luôn thiệt chứ.
Chị thắp hương cúng chú. Chị lại ăn rồng với chị ngon cả. Biết thế nào bạn? Chị hay ngồi với con rồng hả? Chậu đó là chậu của chị. Mẹ cho mượn cái dù về chị ngồi kìa. Cho chị mượn cái dù đi, mình lấy dù khác. Lấy ra cái dù đó anh Ngọc. Cái dù kia bự á, mát hơn. Đừng quay. Chị ngại. Có cái dù này bự hơn nè chị. Nặng lắm. Chị đừng khóc nha chị. Em thấy chị muốn khóc rồi kìa. Anh nói tên khóc luôn đi chị. Anh Thanh muốn khóc không? Đi lén hả? Sao chị nói sớm làm là em quay hết cái đoạn phim rồi. Chị còn khóc. Trời. Chị làm kêu đi lén luôn, hai người đi lén. Công lý. Nhà anh gần vậy đó hả chị? Chị có la mộ không để em lấy giấy? Chị có chụp hình không để em chụp phụ cho? Mắc việc nữa ha. Giờ mình chỉ lên mình nhìn chú thôi đúng không? Nhắm chú tí xíu ha. Anh Ngọc á, anh, ê, em nói chị nghe, anh Ngọc anh giữ cái món quà chị mà hôm nay anh giấu ở nhà riết luôn á, món quà của chị, đúng không anh Ngọc? Đó, anh gật đầu kìa, giấu luôn. Kêu anh giữ đặng đem theo, đặng lúc nào chị lên là tặng cho chị mà. Bữa nay chị Hồng Loan có nhà không chị? Dạ. Chị có qua sáng giờ có qua lên nhà không? Gì này em? Hôm nay thì chị mang đến gỏi cuốn cúng chú ha. Ủa chú hết ăn gỏi cuốn không chị? Chú hay thích ăn gỏi cuốn không? Gỏi cuốn này là gỏi cuốn mặn nha, gỏi cuốn tôm, gỏi cuốn cuốn dành quá trời đặc biệt luôn. Chú đang quá trời. Ồ, chị thấy hoài luôn. Rồi Hiền Tiên xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau ha.